The rocket from east to west. The concept of the rocket, or rather the mechanism behind the idea of propelling an object into the air, has been around for well over 2,000 years. However, it wasn't until the discovery of the reaction principle, which was the key to space travel and so represents one of the great milestones in the history of scientific thought, that rocket technology was able to develop. Not only did it solve a problem that had intrigued man for ages, but, more importantly, it literally opened the door to exploration of the universe. An intellectual breakthrough, brilliant though it may be, does not automatically ensure that the transition is made from theory to practice. Despite the fact that rockets had been used sporadically for several hundred years, they remained a relatively minor artifact of civilization until the 20th century. Prodigious efforts, accelerated during two world wars, were required before the technology of primitive rocketry could be translated into the reality of sophisticated astronauts. It is strange that the rocket was generally ignored by writers of fiction to transport their heroes to mysterious realms beyond the Earth, even though it had been commonly used in fireworks displays in China since the 13th century. The reason is that nobody associated the reaction principle with the idea of traveling through space to a neighboring world. A simple analogy can help us to understand how a rocket operates. It is much like a machine gun mounted on the rear of a boat. In reaction to the backward discharge of bullets, the gun, and hence the boat, move forwards. A rocket motor's bullets are minute, high-speed particles produced by burning propellants in a suitable chamber. The reaction to the ejection of these small particles causes the rocket to move forwards. There is evidence that the reaction principle was applied practically well before the rocket was invented. In his Noxadike or Greek Nights, Aulus Gellius describes the pigeon of Archytas, an invention dating back to about 360 BC. Cylindrical in shape, made of wood, and hanging from string, it was moved to and fro by steam blowing out from small exhaust ports at either end. The reaction to the discharging steam provided the bird with motive power. The invention of rockets is linked inextricably with the invention of black powder. Most historians of technology credit the Chinese with its discovery. They base their belief on studies of Chinese writings or on the notebooks of early Europeans who settled in or made long visits to China to study its history and civilization. It is probable that, sometime in the 10th century, black powder was first compounded from its basic ingredients of saltpeter, charcoal and sulfur. But this does not mean that it was immediately used to propel rockets. By the 13th century, powder-propelled fire arrows had become rather common. The Chinese relied on this type of technological development to produce incendiary projectiles of many sorts, explosive grenades and possibly cannons to repel their enemies. One such weapon was the basket of fire or, as directly translated from Chinese, the arrows like flying leopards. The 0.7-meter-long arrows, each with a long tube of gunpowder attached near the point of each arrow, could be fired from a long, octagonal-shaped basket at the same time and had a range of 400 paces. Another weapon was the arrow as a flying saber, which could be fired from crossbows. The rocket, placed in a similar position to other rocket-propelled arrows, was designed to increase the range. A small iron weight was attached to the 1.5 meters bamboo shaft, just below the feathers, to increase the arrow's stability by moving the center of gravity to a position below the rocket. At a similar time, the Arabs had developed the egg which moves and burns. This egg was apparently full of gunpowder and stabilized by a 1.5 meters tail. It was fired using two rockets attached to either side of this tail. It was not until the 18th century that Europe became seriously interested in the possibilities of using the rocket itself as a weapon of war and not just to propel other weapons. Prior to this, rockets were used only in pyrotechnic displays. The incentive for the more aggressive use of rockets came not from within the European continent but from faraway India, whose leaders had built up a corps of rocketeers and used rockets successfully against the British in the late 18th century.
The Indian rockets used against the British were described by a British captain serving in India as an iron envelope about 200 mm long and 40 mm in diameter with sharp points at the top and a 3 meters long bamboo guiding stick. In the early 19th century, the British began to experiment with incendiary Bharat rockets. The British rocket differed from the Indian version in that it was completely encased in a stout, iron cylinder, terminating in a conical head, measuring 1 meter in diameter and having a stick almost 5 meters long and constructed in such a way that it could be firmly attached to the body of the rocket. The Americans developed a rocket, complete with its own launcher, to use against the Mexicans in the mid-19th century. A long cylindrical tube was propped up by two sticks and fastened to the top of the launcher, thereby allowing the rockets to be inserted and lit from the other end. However, the results were sometimes not that impressive as the behavior of the rockets in flight was less than predictable. Since then, there have been huge developments in rocket technology, often with devastating results in the forum of war. Nevertheless, the modern-day space programs owe their success to the humble beginnings of those in previous centuries who developed the foundations of the reaction principle. Who knows what it will be like in the future? À, tên lửa từ Đông sang Tây. Khái niệm tên lửa hoặc đúng hơn là cơ chế tạo tên lửa đằng sau ý tưởng đẩy một vật thể vào không khí đã được biết đến khoảng hơn 2.000 năm. Tuy nhiên, không phải đến khi phát hiện ra nguyên lý phản ứng chìa khóa để du hành trong vũ trụ và như vậy, nó thể hiện một trong những cột mốc quan trọng trong lịch sử tư tưởng khoa học mà công nghệ tên lửa đã có thể phát triển. Nó không chỉ kích thích sự tìm tòi của loài người nhiều năm về trước, nhưng quan trọng hơn, nó thực sự đã mở ra cánh cửa để khám phá vũ trụ. Có lẽ tên lửa là một sự đột phá về đột phá trí tuệ, trí thức sáng suốt cũng không tự động, đảm bảo quá trình chuyển tiếp được thực hiện từ lý thuyết đến thực hành. Mặc dù thực tế rằng tên lửa đã được sử dụng không thường xuyên trong vài trăm năm, chúng vẫn còn lại như một hiện tượng tương đối nhỏ của nền văn minh nhân loại cho đến thế kỷ 20. Những nỗ lực phi thường của những nhà phi hành vũ trụ được yêu cầu ngày càng nhiều. Trong suốt hai cuộc chiến tranh thế giới, trước khi công nghệ chế tạo tên lửa thô sơ có thể trở thành hiện thực. Thật lạ là tên lửa thường được các nhà văn viết truyện hư cấu lờ đi khi họ đưa những nhân vật anh hùng của họ tới những vùng đất bí ẩn vượt ra ngoài trái đất, mặc dù nó thường được sử dụng trong các màn bắn pháo hoa ở Trung Quốc từ thế kỷ thứ 13. Lý do là không một ai liên tưởng đến việc kết hợp nguyên lý phản ứng với ý tưởng du hành vũ trụ để tới một thế giới láng giềng khác. Một sự tương đồng đơn giản có thể giúp chúng ta hiểu cách thức hoạt động của tên lửa. Nó giống như một khẩu súng máy được gắn ở phía sau của một chiếc thuyền trong phản ứng với việc xả đạn của đạn, súng và do đó thuyền di chuyển về phía trước. Những viên đạn của động cơ tên lửa là những hạt nhỏ tốc độ cao được tạo ra bằng việc đốt cháy các nhiên liệu tên lửa trong một buồng phù hợp. Phản ứng phóng ra các hạt nhỏ này làm cho tên lửa di chuyển về phía trước. Có bằng chứng cho thấy nguyên lý phản ứng đã được áp dụng vào thực hành rất tốt trước khi phát minh ra tên lửa. Trong quyển Notes, Article hoặc Greek Nights của mình, Aulus Gellius đã mô tả con chim cơ khí của Archytas như là một phát minh có niên đại khoảng năm 360 trước công nguyên. Con chim bồ câu có hình trụ được làm từ gỗ và treo bằng sợi dây. Nó được đẩy đi đẩy lại nhờ dòng hơi nước thoát ra từ các cổng xả nhỏ ở hai đầu. Phản ứng với dòng hơi nén đã làm cho con chim có thể bay được. Phát minh ra tên lửa có liên quan chặt chẽ với việc phát minh ra bột đen. Hầu hết các sử gia về công nghệ đều công nhận những phát minh của người Trung Quốc. Họ dựa trên niềm tin của mình trong việc nghiên cứu các tài liệu của người Trung Quốc hoặc qua các quyển sách của người châu Âu sớm đã định cư hoặc tham quan Trung Quốc để nghiên cứu lịch sử và văn minh của họ.
Có thể thấy rằng một thời gian vào thế kỷ thứ 10, lần đầu tiên bột màu đen được tổng hợp từ các thành phần cơ bản là muối, muội than và lưu huỳnh, nhưng điều này không có nghĩa là bột đen đã được sử dụng ngay để phóng tên lửa. Đến thế kỷ thứ 13, các tên bắn có mang thuốc nổ đã trở nên khá phổ biến. Người Trung Quốc tin rằng sự phát triển công nghệ này sẽ tạo ra nhiều loại đạn pháo nổ, lựu đạn nổ và súng đại bác để đánh đuổi kẻ thù của họ. Một vũ khí kể đến là hỏa tiễn, hoặc như được dịch ra bởi người Trung Quốc là những mũi tên bay Leopard. Các mũi tên dài 0,7 mét, mỗi mũi tên có một ống dài chứa thuốc súng được gắn cạnh tại một điểm, có thể được châm ngòi từ một cái giỏ dài hình bát giác và phóng cùng lúc ở khoảng cách 400 bước. Một vũ khí khác là mũi tên như một thanh kiếm bay, có thể được châm ngòi từ các nỏ. Tên lửa được đặt ở vị trí tương tự với các tên lửa có gắn các mũi tên khác, được thiết kế để tăng đường bay. Một lượng nhỏ sắt được đổ trục tre dài 1,5 mét ngay dưới lông để tăng sự ổn định của mũi tên bằng cách di chuyển tâm trọng lực đến một vị trí dưới tên lửa. Cùng thời điểm đó, người Ả Rập đã chế tạo ra tên lửa dạng quả trứng. Quả trứng này được chứa tương đối đầy thuốc súng và được gắn chắc bởi cái đuôi dài 1,5 mét. Nó được châm ngòi bằng cách sử dụng hai tên lửa gắn liền với hai bên của đuôi này. Chỉ đến tận thế kỷ 18, người châu Âu ngày càng quan tâm nghiêm túc về khả năng sử dụng tên lửa này như một vũ khí chiến tranh và không chỉ là để chế tạo vũ khí khác. Trước đó, tên lửa đã được sử dụng chỉ trong các màn bắn pháo hoa. Việc khuyến khích sử dụng tên lửa ồ ạt không phải xuất phát từ lục địa châu Âu mà từ Ấn Độ xa xôi. Những nhà lãnh đạo của họ đã thành lập một đội nghiên cứu về tên lửa và sử dụng tên lửa thành công chống lại Anh vào cuối thế kỷ thứ 18. Các tên lửa mà Ấn Độ dùng để chống lại Anh quốc được một thuyền trưởng Anh phục vụ ở Ấn Độ miêu tả giống như một phong bì làm bằng sắt dài khoảng 200 mm với đường kính 40 mm, có mũi nhọn ở bên trên và đuôi là thân tre dài 3 mét. Vào đầu thế kỷ thứ 19, người Anh bắt đầu thử nghiệm tên lửa đạn đạo gây cháy. Tên lửa của người Anh khác với phiên bản của Ấn Độ vì nó được bọc trong một thùng hình trụ bằng sắt với đầu hình nón đường kính 1 mét và có một cây gậy dài gần 5 mét sao cho nó có thể được gắn chặt vào thân của tên lửa. Người Mỹ đã phát triển một tên lửa hoàn chỉnh với bộ phận phóng riêng của nó, được sử dụng để chống lại người Mexico vào giữa thế kỷ 19. Một ống hình trụ dài được dùng làm trụ bởi hai thanh gậy và gắn vào đầu của ống phóng, do đó cho phép tên lửa được chèn vào và châm ngòi từ bên đầu kia. Tuy nhiên, kết quả đôi khi không được ấn tượng bởi vì quá trình diễn biến của tên lửa trong quá trình không được như dự đoán. Từ đó đã có những bước phát triển lớn trong công nghệ tên lửa, thường mang đến những kết quả tàn phá trong các cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, các chương trình khám phá không gian hiện đại ngày nay vẫn còn nhờ sự thành công của những người đã phát triển nền tảng của nguyên tắc phản ứng trong những thế kỷ trước. Ai biết được tên lửa sẽ như thế nào trong tương lai? The risk of cigarette smoke. Discovered in the early 1800s and named nicotinamine, the oily essence now called nicotine is the main active ingredient of tobacco. Nicotine, however, is only a small component of cigarette smoke, which contains more than 4,700 chemical compounds, including 43 cancer-causing substances. In recent times, scientific research has been providing evidence that years of cigarette smoking vastly increases the risk of developing fatal medical conditions. In addition to being responsible for more than 85% of lung cancers, smoking is associated with cancers of, amongst others, the mouth, stomach and kidneys, and is thought to cause about 14% of leukemia and cervical cancers. In 1990, smoking caused more than 84,000 deaths, mainly resulting from such problems as pneumonia, bronchitis and influenza. Smoking, it is believed,
is responsible for 30% of all deaths from cancer and clearly represents the most important preventable cause of cancer in countries like the United States today. Passive smoking, the breathing in of the side stream smoke from the burning of tobacco between puffs or of the smoke exhaled by a smoker, also causes a serious health risk. A report published in 1992 by the U.S. Environmental Protection Agency, EPA, emphasized the health dangers, especially from side stream smoke. This type of smoke contains more, smaller particles and is therefore more likely to be deposited deep in the lungs. On the basis of this report, the EPA has classified environmental tobacco smoke in the highest risk category for causing cancer. As an illustration of the health risks, in the case of a married couple where one partner is a smoker and one a non-smoker, the latter is believed to have a 30% higher risk of death from heart disease because of passive smoking. The risk of lung cancer also increases over the years of exposure, and the figure jumps to 80% if the spouse has been smoking 4 packs a day for 20 years. It has been calculated that 17% of cases of lung cancer can be attributed to high levels of exposure to secondhand tobacco smoke during childhood and adolescence. A more recent study by researchers at the University of California at San Francisco, UCSF, has shown that secondhand cigarette smoke does more harm to non-smokers than to smokers. Leaving aside the philosophical question of whether anyone should have to breathe someone else's cigarette smoke, the report suggests that the smoke experienced by many people in their daily lives is enough to produce substantial adverse effects on a person's heart and lungs. The report, published in the Journal of the American Medical Association, AMA, was based on the researchers' own earlier research but also includes a review of studies over the past few years. The American Medical Association represents about half of all U.S. doctors and is a strong opponent of smoking. The study suggests that people who smoke cigarettes are continually damaging their cardiovascular system, which adapts in order to compensate for the effects of smoking. It further states that people who do not smoke do not have the benefit of their system adapting to the smoke inhalation. Consequently, the effects of passive smoking are far greater on non-smokers than on smokers. This report emphasizes that cancer is not caused by a single element in cigarette smoke. Harmful effects to health are caused by many components. Carbon monoxide, for example, competes with oxygen in red blood cells and interferes with the blood's ability to deliver life-giving oxygen to the heart. Nicotine and other toxins in cigarette smoke activate small blood cells called platelets, which increases the likelihood of blood clots, thereby affecting blood circulation throughout the body. The researchers criticize the practice of some scientific consultants who work with the tobacco industry for assuming that cigarette smoke has the same impact on smokers as it does on non-smokers. They argue that those scientists are underestimating the damage done by passive smoking and, in support of their recent findings, cite some previous research which points to passive smoking as the cause for between 30,000 and 60,000 deaths from heart attacks each year in the United States. This means that passive smoking is the third most preventable cause of death after active smoking and alcohol-related diseases. The study argues that the type of action needed against passive smoking should be similar to that being taken against illegal drugs and AIDS, SIDA. The UCSF researchers maintain that the simplest and most cost-effective action is to establish smoke-free workplaces, schools and public places. Tác hại của việc hút thuốc lá được phát hiện vào đầu những năm 1800 và được đặt tên nicotianin, loại dầu mà bây giờ gọi là nicotine, được xem là thành phần hoặc tính chính của thuốc lá. Tuy nhiên, nicotine chỉ là một phần nhỏ của khói thuốc lá, trong đó có hơn 4.700 hợp chất hóa học, bao gồm 43 chất gây ung thư. Trong thời gian gần đây, nghiên cứu khoa học đã có những bằng chứng chứng minh rằng việc hút thuốc lá lâu năm sẽ tăng đáng kể nguy cơ phát triển các điều kiện y tế gây tử vong. Ngoài việc chịu trách nhiệm cho hơn 85% của bệnh ung thư phổi, hút thuốc lá còn liên quan đến các bệnh ung thư khác như miệng, dạ dày và thận, và được cho là tác nhân gây ra khoảng 14% bệnh hạch cầu, bệnh bạch cầu và ung thư cổ tử cung.
Năm 1990, hút thuốc lá gây ra hơn 84.000 ca tử vong, chủ yếu là do các vấn đề như viêm phổi, viêm phế quản và cúm. Người ta tin rằng hút thuốc lá là nguyên nhân của 30% tất cả các ca tử vong do ung thư và là đại diện rõ ràng nhất cho tác nhân gây ung thư, có thể phòng ngừa quan trọng nhất ở các nước như Hoa Kỳ ngày nay. Hút thuốc thụ động, tức hít khói từ việc hít và nhả khói thuốc của những người hút cũng gây ra nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng. Một báo cáo được công bố vào năm 1992 do Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ EPA đã nhấn mạnh những nguy hiểm về sức khỏe, đặc biệt là khói thuốc. Loại thuốc khói này chứa nhiều hơn các hạt nhỏ và do đó có nhiều khả năng bị lắng đọng sâu trong phổi. Trên cơ sở báo cáo này, EPA đã xếp khói thuốc trong môi trường là các loại nguy cơ gây ung thư, như một minh họa về những rủi ro sức khỏe trong trường hợp một cặp vợ chồng mà một người là người hút thuốc và một người không hút thuốc, thì người không hút thuốc được cho là có 30% nguy cơ tử vong do bệnh tim vì hút thuốc thụ động. Nguy cơ ung thư phổi cũng tăng lên trong những năm qua và con số này sẽ tăng vọt đến 80% nếu người chồng hay vợ hút 4 gói một ngày trong 20 năm. Người ta đã tính toán rằng 17% các trường hợp ung thư phổi có thể do việc tiếp xúc với việc hút thuốc lá thụ động trong thời thơ ấu và niên thiếu quá lâu. Một nghiên cứu gần đây của các nhà nghiên cứu tại Đại học California ở San Francisco UCSF và chỉ ra rằng việc hút thuốc lá thụ động gây hại nhiều cho người không hút thuốc so với những người hút thuốc. Gác lại những câu hỏi triết lý là ai sẽ là người phải hít thở khói thuốc lá của người khác. Bản báo cáo này cho thấy khói thuốc tác động đến nhiều người trong cuộc sống hàng ngày là đủ để tạo ra hiệu ứng bất lợi đáng kể về tim và phổi cho họ. Báo cáo được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ AMA dựa trên nghiên cứu trước đó, cũng bao gồm việc xem xét các nghiên cứu trong vài năm qua. Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ đại diện cho khoảng một nửa tất cả các bác sĩ Mỹ đã kịch liệt phản ánh việc hút thuốc. Nghiên cứu cho thấy những người hút thuốc lá liên tục sẽ gây tổn hại hệ thống tim mạch khi phải điều chỉnh để bù đắp cho những tác động của việc hút thuốc. Các nhà khoa học cũng nói thêm rằng những người không hút thuốc không được hưởng lợi ích của hệ thống thích nghi với việc hút hít phải khói. Do đó, những ảnh hưởng của việc hút thuốc thụ động của người không hút thuốc lớn hơn nhiều so với người hút thuốc. Báo cáo này nhấn mạnh rằng ung thư không phải là do một yếu tố duy nhất trong khói thuốc lá, mà các ảnh hưởng có hại đến sức khỏe gây ra bởi nhiều thành phần, ví dụ carbon monoxide khi phối hợp với oxy trong các tế bào máu đỏ sẽ cản trở khả năng của máu để cung cấp cho oxy đến tim. Nicotine và các chất độc khác trong khói thuốc lá kích hoạt các tế bào máu nhỏ gọi là tiểu cầu sẽ làm tăng khả năng đông máu, từ đó ảnh hưởng đến việc lưu thông máu đi khắp cơ thể. Các nhà nghiên cứu cũng phê bình một số chuyên gia tư vấn khoa học khi làm việc với các ngành công nghiệp thuốc lá khi giả định rằng khói thuốc có tác động tương tự trên người hút thuốc cũng như trên những người không hút thuốc. Họ cho rằng những nhà khoa học đó đang đánh giá thấp những thiệt hại do hút thuốc thụ động. Và để hỗ trợ các phát hiện gần đây, họ đã trích dẫn một số nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng việc hút thuốc thụ động là nguyên nhân cho khoảng 30.000 đến 60.000 ca tử vong do nhồi máu cơ tim mỗi năm tại Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa rằng hút thuốc thụ động là nguyên nhân thứ ba có thể ngăn ngừa tử vong nhiều nhất sau khi hút thuốc chủ động và các bệnh liên quan đến rượu. Nghiên cứu này cho rằng loại hành động cần thiết để chống hút thuốc thụ động phải tương tự như việc đang được thực hiện đối với các loại thuốc bất hợp pháp và bệnh AIDS/SIDA. Các nhà nghiên cứu UCSF xác nhận rằng các hành động hiệu quả và đơn giản nhất là thiết lập những nơi làm việc, trường học và nơi công cộng không khói thuốc.
The scientific method. Hypotheses, said Medawar in 1964, are imaginative and inspirational in character. They are adventures of the mind. He was arguing in favor of the position taken by Karl Popper in The Logic of Scientific Discovery, 1972, 3rd edition, that the nature of scientific method is hypothetico-deductive and not, as is generally believed, inductive. It is essential that you, as an intending researcher, understand the difference between these two interpretations of the research process so that you do not become discouraged or begin to suffer from a feeling of cheating or not going about it the right way. The myth of scientific method is that it is inductive, that the formulation of scientific theory starts with the basic, raw evidence of the senses, simple, unbiased, unprejudiced observation. Out of these sensory data, commonly referred to as facts, generalizations will form. The myth is that from a disorderly array of factual information an orderly, relevant theory will somehow emerge. However, the starting point of induction is an impossible one. There is no such thing as an unbiased observation. Every act of observation we make is a function of what we have seen or otherwise experienced in the past. All scientific work of an experimental or exploratory nature starts with some expectation about the outcome. This expectation is a hypothesis. Hypotheses provide the initiative and incentive for the inquiry and influence the method. It is in the light of an expectation that some observations are held to be relevant and some irrelevant, that one methodology is chosen and others discarded, that some experiments are conducted and others are not. Whereas, your naive, pure and objective researcher now. Hypotheses arise by guesswork, or by inspiration, but having been formulated they can and must be tested rigorously, using the appropriate methodology. If the predictions you make as a result of deducing certain consequences from your hypothesis are not shown to be correct, then you discard or modify your hypothesis. If the predictions turn out to be correct, then your hypothesis had been supported and may be retained until such time as some further test shows it not to be correct. Once you have arrived at your hypothesis, which is a product of your imagination, you then proceed to a strictly logical and rigorous process, based upon deductive argument, hence the term hypothetico-deductive. So don't worry if you have some idea of what your results will tell you before you even begin to collect data. There are no scientists in existence who really wait until they have all the evidence in front of them before they try to work out what it might possibly mean. The closest we ever get to this situation is when something happens by accident. But even then the researcher has to formulate a hypothesis to be tested before being sure that, for example, a mold might prove to be a successful antidote to bacterial infection. The myth of scientific method is not only that it is inductive, which we have seen is incorrect, but also that the hypothetico-deductive method proceeds in a step-by-step, inevitable fashion. The hypothetico-deductive method describes the logical approach to much research work, but it does not describe the psychological behavior that brings it about. This is much more holistic, involving guesses, reworkings, corrections, blind alleys and above all inspiration, in the deductive as well as the hypothetic component than is immediately apparent from reading the final thesis or published papers. These have been, quite properly, organized into a more serial, logical order so that the worth of the output may be evaluated independently of the behavioral processes by which it was obtained. It is the difference, for example, between the academic papers with which Crick and Watson demonstrated the structure of the DNA molecule in the fascinating book The Double Helix, in which Watson, 1968, described how they did it. From this point of view, scientific method may more usefully be thought of as a way of writing up research rather than as a way of carrying it out. Phương pháp khoa học. Những giả thuyết Medawar nói vào năm 1964 có đặc điểm là giàu trí tưởng tượng và truyền cảm hứng. Chúng là cuộc phiêu lưu của tâm trí. Ông tranh cãi ủng hộ cho vị trí của Karl Popper trong cuốn Logic of Scientific Discovery 1972, The Third
Edison rằng bản chất của phương pháp khoa học là giả thuyết diễn dịch và không theo như quy luật thông thường, quy nạp. Điều cần thiết là bạn, với tư cách là một nhà nghiên cứu tương lai, hiểu được sự khác biệt giữa hai cách giải thích của quá trình nghiên cứu để bạn không bị chán nản hoặc bắt đầu trở nên tồi tệ hơn khi cảm giác thấy gian lận hoặc đang đi không đúng đường. Phương pháp khoa học huyền thoại mang tính quy nạp. Sự hình thành lý thuyết khoa học bắt đầu bằng những bằng chứng căn bản, thô sơ của các giác quan, quan sát đơn giản, không thiên vị, không có định hướng. Ngoài những dữ liệu cảm giác này, thường được ám chỉ là sự thật, những khái quát hóa sẽ hình thành. Câu chuyện thần thoại là từ một mớ hỗn độn, các thông tin thực tế, một lý thuyết có trật tự, có liên quan sẽ bằng cách nào đó sẽ hiện ra. Tuy nhiên, điểm khởi đầu của phương pháp quy nạp là không thể phương pháp. Ở đó không có những điều như một quan sát công bằng, mọi hành động quan sát chúng ta làm là một chức năng của những gì chúng ta đã thấy hoặc có kinh nghiệm khác trong quá khứ. Tất cả các công trình khoa học có tính chất thử nghiệm hoặc khám phá tự nhiên, bắt đầu với một số kỳ vọng về kết quả. Kỳ vọng này là một giả thuyết. Giả thuyết cung cấp sáng kiến và khuyến khích cho cuộc điều tra và ảnh hưởng đến phương pháp trong một kỳ vọng rằng một số quan sát được tổ chức được cho là có liên quan và một số không liên quan, một phương pháp được chọn và những người khác loại bỏ, rằng một số thí nghiệm được tiến hành và một số khác thì không. Nhà nghiên cứu chất phác, thuần khiết và khách quan của bạn ở đâu bây giờ? Giả thuyết xảy ra bởi phỏng đoán hoặc bằng cảm hứng, nhưng đã được xây dựng có thể và phải được kiểm tra chặt chẽ, sử dụng phương pháp thích hợp. Nếu những dự đoán bạn đưa ra bởi việc suy ra một số kết quả nhất định từ giả thuyết của bạn sẽ không được trình bày là chính xác, thì sau đó bạn sẽ loại bỏ hoặc sửa đổi theo giả thuyết của bạn. Nếu các dự đoán được đưa ra đúng, thì giả thuyết của bạn đã được hỗ trợ và có thể được giữ lại cho đến khi một số kiểm nghiệm tiếp theo cho thấy nó không đúng. Một khi bạn đã đến giả thuyết của bạn, đó là một sản phẩm của trí tưởng tượng của bạn, bạn sẽ tiến hành một quá trình hợp lý nghiêm ngặt dựa trên luận cứ suy diễn, do đó có thuật ngữ suy luận theo giả thuyết. Vì vậy, đừng lo lắng nếu bạn có một số ý tưởng về kết quả của bạn sẽ cho bạn biết trước khi bạn bắt đầu thu thập dữ liệu. Không có nhà khoa học nào đang tồn tại mà thực sự chờ đợi cho đến khi họ có tất cả các bằng chứng trước mặt, trước khi họ cố gắng tìm hiểu xem nó có ý nghĩa gì. Gần đây nhất chúng ta gặp tình huống này là khi một cái gì đó xảy ra do tai nạn, nhưng ngay cả khi đó nhà nghiên cứu phải xây dựng một giả thuyết để kiểm tra trước khi chắc chắn rằng, ví dụ, một loại đất tơi xốp có thể chứng minh là một loại thuốc giải độc thành công cho nhiễm trùng vi khuẩn. Phương pháp khoa học huyền thoại không chỉ là tính quy nạp mà chúng ta đã thấy là không chính xác, mà còn là phương pháp giả thuyết. Giả thuyết tiến hành theo từng bước, thời trang không thể tránh khỏi. Phương pháp hypothetical reductive mô tả cách tiếp cận hợp lý đối với nhiều nghiên cứu, nhưng nó không mô tả hành vi tâm lý mà nó mang lại. Đây là một khái niệm toàn diện hơn, bao gồm dự đoán, chỉnh sửa lại, lối đi sai và trên cả cảm hứng trong phần suy luận cũng như thành phần giả thuyết. Ngay sau khi đọc luận văn cuối cùng hoặc các bài báo đã xuất bản, những điều này đã được sắp xếp khá hợp lý thành một trật tự nối tiếp để giá trị của đầu ra có thể được đánh giá độc lập với các quá trình hành vi mà nó đã thu được. Đó là sự khác biệt, ví dụ, giữa các bài báo học thuật mà Crick và Watson đã chứng minh cấu trúc của phân tử DNA và cuốn sách thú vị The Double Helix. Trong đó, thì Watson 1968 đã miêu tả cách họ làm điều đó. Từ quan điểm này, phương pháp khoa học có thể hữu ích hơn được nghĩ đến như một cách để viết nghiên cứu chứ không phải là cách để thực hiện nó.